Tiếp. Rồi, ta bắt đầu. Bài học của chúng ta hôm nay đó là trình bệnh án Di Mục Thừa. Ta sẽ lấy cái bài Di Mục Thừa và ôn lại nó trước. Có nghĩa là trước khi học cái gì, chúng ta phải học lý thuyết trước một bước. Về Di Mục Thừa, thì các bạn biết được rằng hiện nay ta chưa chẩn đoán được nguyên nhân của Di Mục Thừa. Khi học với thầy, đứng trước bất cứ bài nào thì các bạn cũng đều phải ôn lại cái ABC trước tiên. Có được cái ABC rồi mới được học bài đó. Nhắc lại, ABC đó là gì? Bạn Trường Giang còn nhớ ABC không? Dạ nhớ. Rồi, ok. A là gì? Dạ, A là bệnh căn. Ok, etiology. B là gì? Dạ. Còn bệnh nhân C là gì? Yeah, ok. ABC tức là etiology, pathogenesis và pathophysiology. Tuy nhiên bài Di Mục Thừa chúng ta hiện nay không có etiology. Không có. Vậy ta hỏi bệnh Di Mục Thừa, nếu học theo ABC thì etiology của Di Mục Thừa có chưa? Bạn thấy nó cứ vô bon bon bài, thầy phải dừng lại hoài. Bữa nay buổi đầu tiên như vậy nha, buổi học tới là không có vụ đó đâu nha. Ok, ta thấy được rằng nếu đứng trước bất cứ một bệnh lâm sàng nào, các bạn cũng phải ôn lại ABC trước khi vào bài đó. Thứ nhất, ý chỗ là ta biết không? Thứ hai, pathogenesis của Di Mục Thừa ta biết không? Và thứ ba, pathophysiology của Di Mục Thừa là gì? Tuy nhiên đối với bệnh ngoại khoa thì người ta không quan trọng pathophysiology mà người ta quan trọng histopathology. Như vậy, nếu các bạn đi nội thì ABC sẽ là etiology, pathogenesis và pathophysiology. Còn nếu các bạn đi ngoại thì nó sẽ là etiology, pathogenesis và histopathology. Như vậy bệnh của chúng ta hôm nay là Di Mục Thừa, do đó ta bỏ cái dòng pathophysiology, ta chỉ giữ cái dòng histopathology thôi. Được chưa? Vậy các bạn tiếp cận được tới đây chưa? Rồi, các bạn đừng lo, bởi vì thầy đang livestream cho nên hết buổi học chúng ta sẽ chuyển nó qua YouTube và download nó xuống, ta chuyển nó qua YouTube. Các bạn sẽ có một cái video trong tay rất là ngon lành. Rồi sau đó bạn Trường Giang có quyền phân phát cái video đó cho mọi người không tính tiền. Hiện nay gần như cả mà có chất lượng người ta đều biến nó thành video hết và người ta lưu giữ cái kênh YouTube của mình. Mỗi một bạn sinh viên y khoa đều phải có một kênh YouTube. Rồi ta đi tiếp. Bây giờ ta sẽ giải quyết cái bài của nó theo hướng ABC trước tiên. Đầu tiên ta sẽ coi cái bài Di Mục Thừa. Thì A ta kéo xuống. Các bạn khoan vô triệu chứng hả? Khoan vô chẩn đoán, khoan vô điều trị đã. Các bạn phải xuống, các bạn kéo cái etiology của nó cái đã. Đây, etiology thì các bạn thấy causes. Được chưa? Các bạn phải giải quyết cho xong. Như vậy ta sẽ hỏi được là nguyên nhân của Di Mục Thừa là gì? Acute appendicitis seem to be the result of primary obstruction of the appendix. Người ta thấy nguyên nhân của Di Mục Thừa có vẻ như là hậu quả của một cái chuyện tắc nguyên phát của Mục Thừa. Như vậy, ở đây người ta xếp cái nhóm mà người ta nghĩ tới đầu tiên là tắc nghẽn. Tuy nhiên trên lâm sàng chúng ta có hai loại, là một loại tắc nghẽn và một loại obstruction và một loại là catarrho. Thì các bạn phải, tới đây các bạn phải chia ra etiology hai nhánh, một nhánh là obstruction, một nhánh là catarrho. Thì cái bài này người ta mô tả cho mình chỉ có một cái thể obstruction thôi. Được chưa? Còn cái thể catarrho nó không nằm ở đây. Nó nằm ở chỗ khác. Như vậy, lớp của mình phải lấy cái bài này về. Lấy cái bài này về. Khi học với thầy, các bạn sẽ không lấy các tài liệu tiếng Việt lưu hành nội bộ, mà chúng ta sẽ lấy một cái tài liệu chuẩn trên Wikipedia. Có thể là bằng tài liệu chuẩn nó bằng tiếng Anh, hoặc tài liệu chuẩn nó bằng tiếng Việt. Không lấy bất cứ một tài liệu lưu hành nội bộ nào để học với thầy hết. Rồi,
Tới đấy thì ta sẽ chuyển cái bài mình về cái bài Vi Mô Thừa hôm nay ngày 13 tháng 9, lớp Y3 của anh Trường Giang chỉ học khể Di Mục Thừa Obsession mà thôi. Được chưa? Không học các khể Di Mục Thừa khác. Ví dụ như Kataro hay là Mikusel, không học khể Kataro, không học khể Mikusel. Đây, Kataro, ta không học khể này. Ta cũng không học khể Mikusel. Ta cũng không học thể Cacinuit. Tiếng Pháp đọc là Cacinuit, tiếng Anh là Cacinoid. Được chưa? Ta không học ba thể này. Ta không học thể Cataro. Ta không hề học thể Mikusel. Ta không học thể Canisoid. Ta chỉ học một thể duy nhất của ngày hôm nay. Đó là thể Obstruction. Xong chưa? Rồi, triệu chứng của nó là gì? Các bạn liếc nhanh qua triệu chứng để chúng ta đi vào bài. Chà, triệu chứng thì các bạn thấy sign and symptoms. Sign là triệu chứng thực thể, symptoms là triệu chứng cơ năng. Ở đây người ta trộn lẫn triệu chứng cơ năng và thực thể vô chung. Bệnh nhân có đau bụng, có buồn nôn, có nôn, có sốt. Gì nữa, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu kích thích thành bụng. Đó. Bệnh nhân đau hốc chỗ phải. Trong trường hợp những em bé nhỏ trẻ thì rất là khó. Ở đây người ta ghi cho mình là trẻ em dưới 3 tuổi rất là khó để chẩn đoán nhiều một thừa. Gì nữa, ngoài cái chuyện là đau và đề kháng hốc chỗ phải, chúng ta sẽ làm những cái dấu hiệu như là rebound, chúng ta có thể làm những cái dấu hiệu như là rupsing, chúng ta có thể làm những cái dấu hiệu là thâm trực tràng, chúng ta có thể làm thêm những cái dấu hiệu khác nữa. Đơn phí, đó. Còn cả chục cái dấu hiệu khác nữa. Tuy nhiên trong các tài liệu tiếng Anh thì họ không có ghi nhiều lắm về các cái triệu chứng học. Nếu các bạn học bằng tài liệu tiếng Pháp, các bạn sẽ thấy có chục, 12, thậm chí 15 triệu chứng của những cái bệnh gì đó. Rồi, về phương diện, đây là phương diện lâm sàng. Các bạn nhớ dùm cho có 4 triệu chứng của Di Mục Thừa Mưu Cũ. Có nghĩa là những cái Vi Mô Thừa sau 24 tiếng, gồm có bệnh nhân sốt trên 38 độ rưỡi, bệnh nhân có bạch cầu trên 12 ngàn, bệnh nhân có đề kháng hốc phải, và còn một dấu hiệu nữa, 4 dấu hiệu để chứng tỏ là Vi Mô Thừa mừng ngủ. Chắc lại hôm nay chúng ta chỉ học bài Vi Mô Thừa thể Obstruction mà thôi, không nói tới ba thể còn lại. Rồi, ta bắt đầu đi vào bài. Vi Mô Thừa, tất cả những cái gì tiếng Việt các bạn viết cho qua. Rồi, bệnh nhân nam 56 tuổi ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, vào bệnh viện vào lúc 11:15 vì đau hốc chỗ phải. Bệnh sử, khi nói đến bệnh sử của một cái ngoại khoa thì các bạn phải nhớ vị trí, thời gian, chức năng, tính chất, cường độ. Ngoại hay nội khoa đều phải mô tả một cái đau liền, chỉ dính liền với một cái đau phải là vị trí, thời gian, hướng lan, tính chất, cường độ. Như vậy ở đây ta có cái gì? Vị trí là đau hốc chỗ phải, thời gian là cách nhập viện 2 ngày. Cái thời gian ở đây tiếng Anh là timing chứ không phải là time, có nghĩa là thời điểm đó bệnh nhân đang làm gì, mấy giờ đang làm gì. Thì rõ ràng ở đây các bạn đã thiếu cái timing. Nếu mà nói là bệnh án theo tiếng Anh thì ở đây bạn thiếu chữ timing. Có cái gì? Các bạn chỉ có thời gian là cách nhập viện 2 ngày mà không biết là sáng, trưa, chiều, tối, không biết là lúc đó bệnh nhân đang làm gì. Có những liên quan tới đang làm gì thì chúng ta phải mô tả. Rồi, bệnh nhân đau âm ỉ quanh rốn, đau tăng lên khi vận động, đi khám ở bệnh viện đa khoa Vũng Liêm chẩn đoán là đau dạ dày, cho thuốc uống nhưng không giảm. Như vậy tới đây ta thấy vị trí, thời gian, hướng lan, tính chất, cường độ. Không có gì hết. Không có gì hết. Lần sau làm bệnh án mà cái đau mà thiếu vị trí, thời gian, hướng lan, tính chất, cường độ, những bệnh án nó sẽ không được chọn để bình nữa. Hoặc phải làm lại bệnh án khác. Hoặc phải làm lại bệnh án đó. Rồi, đến nhập sáng cùng ngày nhập viện. Hôm
Hôm nay các bạn có thể vô trễ và thầy duyệt cho vô. Nhưng buổi tới mà các bạn vô trễ là thầy không có cho vô đó. Ta quy định sau lúc học bao nhiêu phút đó mà vô là đừng có mong bòn toàn tan mà thầy lượm bỏ vô nữa đâu nha. Đừng có mong bấm chuông từng tưng nữa nha. Rồi. Đến sáng nhập viện cùng ngày bệnh nhân đã càng tăng và khu trú ở Hồ Châu Khoa. Rồi. Hướng Lan thì không có, nhưng mà bây giờ đã có chỗ khu trú rồi. Vị trí, thời gian, hướng Lan, tính chất, cường độ. Tính chất thì ta có âm ỉ. Tính chất là liên tục hay từng cơn. Và cường độ thì ta có thang điểm đau từ 0 tới 10. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cho nên khi đi lâm sàng, các bạn mô tả điểm. Cái đau bạn phải mô tả là mấy điểm. Mấy điểm trên thang điểm VAS Pain Score. Các bạn phải ghi. Các bạn thấy nó cứ bấm từng tưng làm phiền mọi người hoài mà có thấy nó đâu. Rồi. Vị trí, thời gian, hướng Lan, tính chất, cường độ. Nhắc lại, vị trí là đau hốt chỗ phải. Thời gian là cách nhập viện 2 ngày, không nói rõ giờ nào. Hướng Lan, vị trí, thời gian, hướng Lan, không thấy hướng Lan. Tính chất là âm ỉ, tính chất là liên tục và cường độ là âm ỉ. Đôi khi có cơn đau quặn, vậy là các bạn phải ghi là đau âm ỉ, có lúc lên cơn đau quặn. Buồn nôn, nôn, đại trung đại tiện bình thường, không sốt. Bệnh nhân tự chạy xe đi khám và nhập cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Như vậy các bạn thấy, dù bệnh nhân đã đau 2 ngày nhưng nó không đủ triệu chứng điển hình của một cái bài như một thời mưng mủ như hồi nãy ta nói. Đó là gì? Số 1 là đau hốt chỗ phải quá 24 tiếng. Số 2 là sốt trên 38 độ 5. Số 3 là đề kháng hốt chỗ phải. Số 4 là bạch cầu trên 12 ngàn. Bây giờ chúng ta đã có được 2 dấu đầu rồi. Nhưng tới 2 dấu kế ta chưa có, cho nên ta đi tìm tiếp. 5 tháng trước bệnh nhân có nội soi chẩn đoán viêm dạ dày. 1 tháng trước chẩn đoán viêm khớp gối và điều trị thuốc uống 14 ngày không gỡ. Các cái thuốc uống của viêm khớp gối đa số là nó sẽ nằm trong nhóm ức chế cốc 1 và ức chế cốc 2. Bạn Giang phải hướng dẫn các bạn đọc thêm cái bài ức chế cốc 1, ức chế cốc 2, thầy không hướng dẫn. Bạn Giang có học bài đó với thầy rồi. Không có tăng huyết áp, không có tiểu đường, không có hút thuốc lá. Rồi, gia đình không ai có bệnh liên quan. Các bạn đừng viết câu này. Bây giờ các bạn viết câu này, người thầy khó, người ta sẽ hỏi là bệnh liên quan với bệnh kỳ này của bệnh nhân là cái gì? Thì các bạn sẽ không trả lời được. Bởi vì bạn biết kỳ này bệnh nhân bị bệnh gì đâu mà liên quan. Và nếu bệnh nhân là viêm một thừa thì các bạn cũng sẽ khó mà nói được là một người bị viêm một thừa thì trong gia đình sẽ có nhiều người bị viêm một thừa. Ta không thể nói câu đó được. Nếu các bạn viết là chưa ghi nhận bệnh lý liên quan thì các bạn phải biết rõ bản chất của bệnh lý kỳ này. Giờ bạn phải biết rất rõ bản chất của những bệnh gì có liên quan với nhau và những bệnh gì không hề có liên quan với nhau. Chúng ta không thể làm một cái bệnh án mà bệnh nhân chạy nhậu xỉn, chạy xe Honda đụng vô trong cột lồng đèn, nhập viện chấn thương sọ não. Ở dưới các bạn ghi gia đình chưa ai mắc bệnh liên quan. Thì gia đình không có ai chạy xe đụng cột lồng đèn hay sao? Cho nên các bạn cẩn thận khi ghi những câu như thế này. Những cái câu như là lông tóc móng phát triển bình thường, mặt ngoại vi không sờ chạm, đó là những câu nguy hiểm, các bạn phải cẩn thận khi ghi. Rồi, các bạn thấy dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không giải thích được, không giải thích được tại sao nhiệt độ 37 độ C. Rồi, ta đi có công thức máu hồi nãy bài, đúng bài của nó phải là bạch cầu trên 12 ngàn. Thì các bạn nhìn vô, các bạn sẽ thấy bạch cầu bệnh nhân có 6.9, lại càng không ủng hộ chúng ta. Rồi, về các triệu chứng khác, các bạn đi tìm, thí dụ tất cả về công thức máu, ta có bạch cầu neutro là bao nhiêu, lympho là bao nhiêu, thì các bạn nhìn vô đây các bạn thấy lympho là 10, neutro là 70% và lympho là 18.5%. Không có cái nói lên được điều gì khi các bạn trên dưới 6.9, các bạn tính 7.000 đi. Nhưng ở đây ta thấy là blood cell của nhân là 1.580.000 và hemoglobin là 15.5 và hematocrit là 49, nhưng bệnh nhân lại không có hút thuốc lá. Cái này hơi là lạ, hơi lạ. Vì thường những bệnh nhân hút thuốc lá mới có cái hồng cầu hemoglobin và hematocrit kiểu như thế này. Nhưng bệnh nhân này thì lại không có thuốc lá. Cho nên đọc tới đây thầy cảm thấy nó nghi ngờ. Không biết là bệnh nhân đã nhịn uống bao lâu rồi. Cô đặt máu như thế nào. Rồi. Về siêu âm thì các bạn không ghi đầy đủ. Rõ ràng. À, bạn ghi lại đầy đủ rồi.
Còn bạn cái bản hổm thì bạn ghi tầm tào lao quá. Rồi. Ở đây các bạn có thấy siêu âm thấy hình ảnh ruột thừa dài 8 cm, đường kính 8-12 mm, có dấu hiệu viêm vùng xung quanh. Dấu hiệu viêm vùng xung quanh. Thông thường người ta không nói là dấu hiệu viêm vùng xung quanh mà ta nói là có phù nề hay là có tụ dịch hay là có tăng tăng cái lượng mạch máu đến. Nếu mà echo Doppler thì ta sẽ nói tới những cái dấu hiệu đó. Còn các bạn ghi là có dấu hiệu viêm vùng xung quanh thì làm cho những người thầy khó tính, người ta sẽ hỏi viêm là gì, người ta quần mình cái bài viêm học mệt lắm luôn á, bài inflammation là một bài học khó lắm luôn á, người ta quần mình là mình điên lên luôn. Rồi tiếp tới là gì? Bệnh nhân được chẩn đoán trước mổ là viêm thừa cấp và bệnh nhân được phẫu thuật lúc 12 giờ ngày 11 tháng 9. Các bạn sẽ thấy bệnh nhân vào bệnh viện lúc 11 giờ 15 mà được mổ tới 12 giờ là điều không tin được. Đây, nhập viện lúc 11 giờ 15 và mổ lúc 12 giờ. Mình có cảm giác như là mổ gà. Mổ gà cũng đâu có mổ lẹ như vậy. 11 tháng 9. Vậy ta hỏi bệnh nhân nhập viện ngày 11 tháng 9 hay là 10 tháng 9? Ta coi lại. 11 tháng 9. Không thể nào nhập viện lúc 11 giờ 15 phút mà mổ lúc 12 giờ được. Trừ phi đó là 12 giờ đêm. Nhưng mà nếu mổ 12 giờ đêm thì sẽ rất là phiền. Những bệnh án này mà trình lên trên mạng thì người ta sẽ truy cứu ra cái tua trực, rất là phiền. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Giờ ta khoan nói đúng hay nói sai, ta đọc cái protocol cái đã. Protocol là các bạn qua được cái này rồi ha, thầy nha. Protocol là ta đọc cái protocol mổ. Vào bụng bằng 3 troca, 1 troca 10mm ở rốn, 1 troca 10mm ở hạ vị mà 1 troca 5mm ở hố chậu trái. Ở bụng không dịch, ruột thừa vị trí sau hồi tràng, viêm xung huyết. Ruột thừa sau hồi tràng thì không có gì để nói cả, sau manh tràng thì mới nói, còn sau hồi tràng thì không có nói, không có gì để nói cả. Nếu các bạn lật lại các vị trí bình thường anatomy của ruột thừa thì không có ai mô tả cho mình là retroileum hết. Không ai mô tả gì vậy. Cái bạn gì đó giờ này vô để làm gì? Ta học gần xong rồi vô để làm gì? Nhắc lại, bây giờ các bạn lên trên Google, các bạn search lại để các bạn xem là vị trí của ruột thừa. Appendix position các bạn sẽ thấy được rằng không có ai nói cái ruột thừa sao hồi tràng để làm gì. Đây, đây là các vị trí của nó. Vị trí của thừa retrocecal 64%, post ileo sau hồi tràng 0.5%, releo trước hồi tràng 1%, ở pelvic 32% và ở subsecal 2%. Như vậy phẫu thuật viên mô tả nằm sau hồi tràng, nằm trong tỷ lệ này. Ok, các bạn copy cái hình này, bạn đem về để lại lên trên cái Facebook của lớp mình. Tuy nhiên hiện nay chúng ta có một cái cách chụp hình rất là lẹ, không có mất thời gian. Đó là gì? Các bạn bấm screenshot. Sau đó các bạn mở Zalo của lớp mình ra, các bạn bấm Ctrl V. Rồi. Như vậy là các bạn có ngay cái hình này, không cần làm động tác gì trên mất thời gian. Được chưa? Vậy là trên cái Zalo của lớp chúng ta đã có cái vị trí nhiều hơn. Và phẫu thuật viên nó mô tả là boss ileo nằm trong nhóm 0.5%. Rồi, ta quay lại. Như vậy ở đây phẫu thuật viên mô tả là ruột thừa nằm ở vị trí sát hồi tràng, viêm xung huyết. Các bạn biết rằng trong y khoa mà viêm ruột thừa xung huyết có nghĩa là mổ sai. Xung huyết có nghĩa là cần phải suy nghĩ lại. Khi các bạn đọc viêm ruột thừa xung huyết thì các bạn phải đọc một cái bài congestive appendicitis. Congestive appendicitis. Tuy nhiên trong y khoa người ta chấp nhận thà mổ lầm hơn. Cho nên vì lý do đó mà các cái congestive appendicitis hiện nay cũng được mổ rất là mạnh tay. Như vậy, các bạn phải đọc thêm bài này nữa.
đó là bài Conjunctiva Appendicitis. Quan tìm đâu đó thì tìm. Quan thấy trên này hoàn toàn nó không có một cái bài Conjunctiva mà nó có cái bài Acute Appendicitis thôi. Yeah. Do đó các bạn hiểu được rằng trong trường hợp mổ mà bị buộc thở sung huyết có nghĩa là something, người ta gọi là gì đó, delicate, nghĩa là hơi rồi. Ok, rồi về những chuyện diễn biến sau mổ không có gì để chúng ta theo dõi thêm. Bây giờ thầy trò sẽ học tiếp như là cái bệnh án, mà chúng ta sẽ học tiếp ở cái chỗ chuyển qua option. Option khi đi lâm sàng các bạn sẽ được dạy là option and choice. Như vậy trong trường hợp bệnh nhân này có bao nhiêu option? Một, option một là gì? Option hai là gì? Vì ngay từ đầu thầy đã nói với em muốn thỏa mãn chẩn đoán như một thường mân mũ thì nó phải có 4 triệu chứng. Số 1 là bệnh nhân đến bệnh viện sau khi đau là hơn 24 tiếng. Bệnh nhân này hơn 2 ngày, thậm chí là hơn nhiều nữa. Cái gì thứ hai là gì? Bệnh nhân vẫn chạy bình thường từ nhà tới bệnh viện bằng xe Honda. Bệnh nhân không hề sốt. Ta không thấy ghi nhận khi khám hố chỗ phải có đề kháng không. Ta thấy bạch cầu không phải là trên 12.000. Ta thấy bla 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 bla. Như vậy 4 triệu chứng mà từ đầu thầy đã nhập đề cho các bạn là khi đi lâm sàng mà nghĩ bệnh nhân nằm trong nhóm di vật thừa thể obstruction thì phải có đủ các triệu chứng. Tuy nhiên vì hiện nay người ta sợ, xưa nay chứ không phải hiện nay, cả trăm năm nay người ta vẫn sợ là thà mổ lầm hơn bỏ sót. Có nghĩa là mổ lầm một cái di vật thừa thì cũng không đáng trách bằng bỏ sót một cái di vật thừa. Như vậy hôm nay chúng ta đang học online nè, cho nên chúng ta không nói trong trường hợp này option như thế nào và choice như thế nào. Chỉ để cho các em biết được rằng muốn chẩn đoán một bệnh gì thì các bạn cần phải loại trừ tất cả những trường hợp tương tự như bệnh đó. Khi các bạn học, người ta sẽ dạy cho các bạn là tiêu chuẩn chẩn đoán loại trừ. Tiếng Anh nó gọi là, khi các bạn học tiếng Anh tốt, người ta sẽ bao giờ cũng sẽ dạy các bạn là chẩn đoán loại trừ. Có nghĩa là error. Ồ. Khi đi lâm sàng, bao giờ những người bác sĩ giỏi người ta đều dạy em error. Ồ. Chứ người ta không dạy em là positive diagnosis. Dạy em là positive diagnosis mà người ta dạy em là error. Như vậy RO nghĩa là gì? RO trong tiếng Anh là rule out. Bên tiếng Pháp là examiner et observer pourquoi. Và bên tiếng Việt là gì? Theo dõi. Như vậy trong trường hợp này ta đã làm đúng theo quy luật này chưa? RO chưa? EOP chưa? TD chưa? Chúng ta đừng chẩn đoán positive. Vì khi các bạn chẩn đoán positive mà mổ ra nó không positive thì sao? Các bạn chẩn đoán là di vật thừa mà mổ ra là thai ngoài tử cung thì sao? Các bạn chẩn đoán là di vật thừa nhưng mổ ra là viêm phần phụ mũ thì sao? Như vậy, positive diagnosis là một cái chẩn đoán nguy hiểm cho phẫu thuật viên. Các bạn phải RO trước, EOP trước, theo dõi trước. Như vậy, I3 là cái năm mà chúng ta phải học rất là tốt. Đầu tiên nhắc đi nhắc lại các bạn là các bạn phải học tốt ABC. Bạn Giang lớp mình đã học với thầy, cho nên bạn Giang biết ABC. Nhưng còn bao nhiêu bạn hôm nay không biết ABC? Chúng ta điểm danh. Hiện nay chúng ta đang có 34 người đang ngồi ở đây. 34 người. Một lát học xong, bạn Giang phải điểm danh lại hết và ghi tên lại hết 34 bạn này. Dạ, đương nhiên bởi vì họ đã có tên trong danh sách của lớp. Và chúng ta thành lập một thực thụ luôn. Chúng ta vẫn cứ học. Bao lâu? Chưa biết. Và một lần học bao lâu? Chưa biết. Bởi vì thời gian của thầy không có nhiều.
Nhưng một khi đã ấn định thời gian học thì đúng giờ đó phải vô học, chứ không có đâu mà người ta học gần hết rồi thì con bạn mới vô. Hôm nay buổi đầu tiên cho nên thầy và các bạn phải tuân thủ những cái luật, những cái lệ mà của và bạn Trường Giang phải nhờ chọn thêm một bạn nữa để làm cái người gọi là điều hành lớp phụ mình. Các bạn phải giỏi công nghệ thông tin, các bạn phải giỏi tiếng Anh, các bạn phải rất là năng nổ tích cực và đặc biệt là phải chơi tốt môn thể thao. Những bạn nào không chơi tốt môn thể thao hoặc văn nghệ hoặc một cái hoạt động xã hội nào đó thì không cho vô học lớp này. Không phải là giỏi ngoại ngữ mà là chơi tốt một môn thể thao, văn nghệ hoặc hoạt động xã hội thì mới được vô học lớp này. Còn chuyện học dở không giỏi không thành vấn đề. Biết tiếng Anh, tiếng Pháp không thành vấn đề. Bạn nghe rõ chưa? Bạn Giang nghe rõ tiêu chuẩn thầy đặt ra chưa? Phải chơi tốt môn thể thao hoặc văn nghệ hoặc hoạt động xã hội, có bệnh từ thiện hay là làm cái gì đó của xã hội, có nghĩa là phải nghĩ tới người khác nhiều hơn là nghĩ tới bản thân mình thì các bạn sẽ được phục vụ ở đây. Quan điểm sống của thầy là phải làm người tử tế và sống có ích. Do đó bạn nào cảm thấy mình sống tử tế và sống có ích thì nhào vô đây. Còn bạn nào cảm thấy mình không tử tế và không có ích cho ai hết thì đi chỗ khác. Sống không có ích thì sống để làm gì? Rồi chúng ta quay trở lại. Như vậy với cái bình án ngày hôm nay, các bạn khoan đặt ra là mình học được cái gì, mà các bạn phải đặt ra là những điều mà chúng ta cần phải có để tiếp cận với cách học với thầy. Thứ nhất là các bạn phải có ABC. Thứ hai là các bạn hiểu rằng trong ngoại khoa đừng bao giờ chẩn đoán positive và diagnosis khi chưa có hội chẩn. Phải có hội chẩn. Hội chẩn đó là gì? Là trí tuệ của những người giỏi, của những người bác sĩ trưởng phó khoa, những người bác sĩ có kinh nghiệm về ngoại khoa, những người có kinh nghiệm về nội khoa, nếu bệnh nhân đó có nhiều bệnh nội khoa liên quan, hoặc là hình ảnh học. Nếu chúng ta cảm thấy hình ảnh học không chuẩn thì hôm nay ta thấy echo, nếu giữa cái bạch cầu không tăng, nhiệt độ cơ thể bệnh nhân không tăng, khám hố chỗ phải đề kháng mơ hồ và thâm trực tràng không đáo và siêu âm không rõ ràng thì chúng ta có quyền hội chẩn để chụp CT hoặc làm thêm những cận lâm sàng cao cấp hơn. Chúng ta phải rule out cho thiệt tốt. Chúng ta đừng vội vã positive diagnosis để rồi cuối cùng mổ ra thì nó không phải là như vậy. Nó không phải như vậy thì cũng không ai trách gì mình, bởi vì trong ngoại khoa người ta chấp nhận thà mổ lầm hơn bỏ sót. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta thấy được rằng có cái gì đó mà lương tâm mình cũng cần phải chất vấn mình. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ không học thêm ở đây nữa. Tuy nhiên các bài tập về thì các bạn phải làm nhiều. Có nghĩa là các bạn phải coi lại lên trên Zalo, đây là trang Zalo của lớp. Các bạn phải coi lại cái bình án mà bạn Giang đã đưa lên. Các bạn phải coi lại các cái gì mà nãy thầy đã viết. Thí dụ như hôm nay chúng ta chỉ học như một thừa objection mà chúng ta không học quy một thừa catarro, không học quy một thừa mucosal, không học quy một thừa carcinoid thì các bạn phải đọc thêm ba bài đó. Thế nào là quy một thừa catarro, thế nào là quy một thừa mucosal, thế nào là quy một thừa carcinoid. Rồi nhìn lại cái hình ảnh vị trí của quy một thừa, đây là vị trí anatomy. Rồi các bạn phải đọc thêm cái phần hồi nãy ABC, tức là etiology, pathogenesis và histopathology. Hồi nãy thầy có viết rồi đó, nhưng mà không biết là lớp trưởng có chụp màn hình lại không. Không quan trọng, vì chúng ta đang live stream, có nghĩa là chút xíu ta có cái video. Rồi, ta sẽ nghỉ ở đây. Giờ thầy sẽ tắt cái live stream.